Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Lương Thanh Thì uh, ngày hôm nay nhân tiện của một đơn hàng uh, của bác khách đến từ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh các bác nhé Đến từ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh thì bác có lấy bên em thứ nhất đó là một cái đầu Smart Ka, Đầu Smartca all one 360 đến từ thương hiệu Smart Ka, các bác nhé Đây là đầu karaoke chọn bài và kết hợp giải trí đa phương tiện và tiếp theo đó là một bộ mic SE45, bộ mic không dây SE45 thì uh, các bác nếu mà theo dõi kênh của em lâu rồi ấy Như bác theo dõi kênh lâu của em rất là lâu rồi Thì uh, cách đây khoảng đôi năm Thì bên em đã bán cực kỳ chạy dòng mic SE45 này Và đến thời điểm hiện tại thì cái con mic SE45 này Cái chất lượng của nó thì phải gọi là Vẫn có một chỗ đứng không thể là lay chuyển được ở trên thị trường Bởi vì thứ nhất đó là cái độ bền bỉ của nó các bác nhé Đây, đây là con mic SE45 này Đến từ thương hiệu V-Audio Tức là đến từ thương hiệu Việt KTV các bác nhé cái V Audio này chính là một thương hiệu con của thương hiệu Việt KTV Mà thương hiệu Việt KTV thì các bác cũng biết rồi Nó rất nổi tiếng với những cái bộ đầu màn chọn bài Đấy, thì các phòng hát nào thì gần như là 90% các phòng hát đều sử dụng cái đầu màn chọn bài của Việt KTV Và V Audio chính là một nhánh con của Việt KTV các bác nhé Cái mic SE45 này thì bên em bán cực kỳ là nhiều, cực kỳ là chạy hàng Vào thời điểm khoảng 1 năm, 2 năm trở về trước Đấy, nó lúc nào cũng đứng đầu doanh số luôn thì thời điểm hiện tại đến bây giờ ấy, thì con này vẫn được rất là nhiều người tin dùng các bác nhá, rất là nhiều người tin dùng. Thì gần như là tháng nào cũng có người hỏi mua cái dòng mic V Audio này. Và tí nữa thì em sẽ bỏ cái bộ mic này ra cho các bác xem và hiện tại thì em sẽ nói đến trước nhất đó là cái con đầu Smart K 360. Thì đây chính là cái vỏ hộp của cái Smart K đây các bác nhé, Đây là vỏ hộp của đầu Smart K đây. Thì cái con này có những tính năng ưu điểm là gì? Thứ nhất là nó có thể xem được phim 3D này. Thứ hai là nó xem được các video bốn uh, 4K Ultra HD Đấy, Nó có thể nghe nhạc sau cloud, xem VTV Go và chạy hệ điều hành là Android Nó chạy hệ điều hành Android các bác nhé Đấy thì uh, nếu, uh, nó hỗ trợ đọc được định dạng 3D và 4K Thế nên là cái giải độ giải trí của nó thì còn cao hơn rất là nhiều so với các đầu phân khúc khác Và nó chạy hệ điều hành Android là một hệ điều hành mở các bác nhé Các bác có thể uh, cài được rất là nhiều file APK Có nghĩa là những cái file mà chúng ta sử dụng ứng dụng Như là một chiếc điện thoại thông minh bình thường, thông thường và các bác có thể tải TikTok này Các bác có thể tải Facebook Các bác có thể dùng Zalo Các bác có thể thao tác tất cả những cái tính năng Như là một chiếc điện thoại các bác nhé Như là một chiếc điện thoại bởi vì nó chạy đó là cái hệ điều hành Android Và đây là hình ảnh của cái đầu y trên Và đây chính là cái hình ảnh thật của cái đầu ở đây Các bác nhé, đây là hình ảnh thành thật của cái đầu đây Và em đang chạy Và nó đang chạy cái video demo của bên em các bác nhé Và một số thông tin ở trên cái đầu này Thứ nhất là về cân nặng thì cả bao bì là 4 kg, kích thước cả bao bì là 45 phân nhân 33 phân nhân với cả 10 phân. Và mã model của nó là K360. Đó, K360 các bác nhá. Đây là đầu K360. Và ngoài cái những cái và ngoài cái dòng đầu K360 này ra thì bên Smartcan có dòng đầu 2 khay ổ. Dòng đầu với uh, cái, cái main cao cấp hơn nữa, đó là cái main uh, main xanh nó sẽ có chạy được 2 ổ cứng đấy và nó sẽ có nhiều tính năng hơn và ở đây thì nếu mà các bác dùng gia đình ý, thậm chí là các bác dùng à, sự kiện hoặc là phòng hát chuyên nghiệp thì cái con đầu này có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu đó thứ nhất là nó có thể chọn bài nhiều ngôn ngữ thứ tiếng này phục vụ được nhiều đoàn khách nước ngoài khác nhau thứ hai là nó có thể giải trí đa phương tiện rồi xem phim nghe nhạc lướt web các thứ là đầy đủ hết và hiện tại thì em đã bỏ cái đầu này ra ngoài rồi các bác nhé các bác có thể thấy này em sẽ cho các bác xem vòng quanh đó, thứ đây là cái vỏ, đây là cái đầu Smart K K360. Nó sẽ có quét mã QR để thứ nhất là chúng ta có thể tải được cái ứng dụng Android Remote, có nghĩa là cái ứng dụng để chúng ta điều khiển cái đầu Smart này. Khi mà các bác mua cái đầu rời ấy, cái này có hai loại các bác nhé một là đầu rời, hai là đầu liền màn luôn, có nghĩa là cái màn hạt cảm ứng nó có liền luôn Cậu cứ mới bên trong rồi. Đấy thì đây là chính là cái đầu liền màn đấy các bác nhé Đây là cái đầu liền màn này. Đấy, đầu liền màn đấy các bác nhé Còn cái màn hình rời mà đang chạy với cả cái đầu này là đây là màn hình VK này này còn đây là cái màn hình smart đầu liền màn luôn có nghĩa là nó sẽ có luôn tích hợp cả cứng ở bên trong cái màn cảm ứng này rồi thì sử dụng nó tiện lợi hơn rất là nhiều còn nếu mà bác nào mà muốn sử dụng chi phí tiết kiệm hơn không muốn mua màn mà các bác chỉ muốn mua đầu thôi thì các bác có thể một là các bác dùng cái con chuột các bác nhá các bác dùng chuột thì các bác điều khiển cái đầu này như là một chiếc màn cảm ứng các bác có thể điều khiển ở trên màn hình máy vi tính hoặc là các bác uh, sử dụng uh, điều khiển chuột kết hợp với cả TV điều khiển chọn bài trên TV đều có thể được các bác nhá rất là tiện lợi luôn và chúng ta có thể quét được cái mã cái mã QR này ở cái phần mặt trước này để chúng ta tải ứng dụng về còn nếu các bạn uh, kích hoạt bảo hành online thì các bác kích hoạt ở cái tem ở phía bên trên đầu này đây là cái phần kích hoạt bảo hành online nhưng mà thật ra thì bên em đã bảo hành 15 tháng cho các bác rồi bảo hành chính hãng của hãng luôn thế nên là các bác quét hay là không quét thì cũng không vấn đề gì cả bởi vì bên em một khi các em bán cho bên các bác rồi thì bên em đã có kích hoạt bảo hành các bác nhé Bên em kích hoạt bảo hành luôn cho các bác rồi Và đây là logo tem Smart Car của nó này Ở chỗ cái màn hiển thị trước thì nó sẽ hiển thị một số thông số như là uh, Kết nối mạng, rồi uh, hiển thị uh, nút nguồn, hiển thị đèn nguồn Ở đằng sau đầu kết nối này nhá à, Trước khi nói về uh, chi tiết hơn thì em sẽ nói về mức giá của con này là chưa đến 8 triệu rưỡi các bác nhé con đầu cao cấp này chưa đến 8 triệu rưỡi hiện tại thì nó nó có đầu nó là đầu nhiều chức năng nhất thị trường đầu karaoke nhiều chức năng nhất thị trường em khẳng định nó là rất là nhiều tính năng và nhiều nhất thị trường luôn trong tất cả các hãng đầu thì con này nó là uh, hệ điều hành mở android và nó có thể sử dụng như một chiếc điện thoại sử dụng rất là nhiều ứng dụng không giới hạn luôn thì cái con này mà nếu mà các sắm về thì không chỉ dừng lại ở karaoke mà nó là một phương tiện giải trí tuyệt vời luôn các bác nhá thao tác sử dụng dễ dàng người già người trẻ đều sử dụng được hết và mức giá là chưa đến 8 triệu rưỡi Chạy ổ cứng 4T bên trong Em đã cóp đầy đủ những bài hát mới nhất Thời điểm hiện tại ở trong cái ổ cứng 4T rồi Cả đầu và ổ cứng là chưa đến 8 triệu rưỡi các bác nhá Và ở đằng sau là chúng ta có thể kết nối mạng LAN Đấy, Đây là đường cổng kết nối mạng LAN này Nó chạy nguồn 12V Sử dụng nguồn nguồn 12V Đấy, Sử dụng nguồn 12V à, Đây là đường kết nối cổng mạng LAN ở đây thì nó sẽ cho chúng ta hai đường kết nối usb để chúng ta có thể đọc được dữ liệu trong usb nó sẽ cho ra hai đường hình hdmi và vga đấy nếu mà các bác muốn sử dụng chuột để điều khiển thì các bác kết nối hộ em đường vga lên tv hoặc là lên cái màn vi tính hoặc là một số tv có màn vga thì các bác sử dụng vga là cho lên tv và các bác có thể là cắm chuột vào đây cắm chuột không dây hoặc chuột có dây đều được đấy để nó thao tác chọn bài ở trên màn hình và đây là đường ra âm thanh có hai đường ra âm thanh là đường ra hoa sen và đường ra cổng quang đây là anten để để chúng ta bắt uh, kết nối với cả uh, wi-fi có nghĩa là đầu này chúng ta một là sử dụng sử dụng mạng có dây hai là sử dụng mạng không dây là mạng wi-fi chúng ta có thể bắt được wi-fi các bác nhá rất là tiện lợi luôn anh em đi làm sự kiện con này cực kỳ tiện dụng và cái tốc độ truy cập mạng của nó thì rất là nhanh à, thưa các bác thì đây sẽ là giao diện chính của đầu smart k khi mà chúng ta vừa mở máy lên thì nó đây sẽ là cái giao diện chính các bác nhé nếu các bác sử dụng mặt cảm ứng thì đây sẽ là giao diện chính còn nếu các bác sử dụng với tivi không thì nó sẽ hiển thị bài auto play ở trên này Đấy nó sẽ hiển thị uh, ảnh bìa của các ca khúc nổi tiếng và thịnh hành bây giờ Và ở đây thì là cái giao diện chính các bác có thể sử dụng thứ nhất đó là phần karaoke ở đây Nó có ba mục ở dưới các bác nhé karaoke này Youtube này và SoundCloud này, thứ nhất là phần karaoke này chính là những cái bài hát ở trong ổ cứng em đã cóp sẵn rồi Và các bác lưu ý nhá khi mà nhấn vào phần karaoke ổ cứng này những cái bài mà nó hiển thị trên đây chỉ là những cái bài uh, một số bài đại diện thôi chứ không phải là tất cả bài hát karaoke nó chỉ có thế thôi đâu các bác nhá và các bác tìm nếu mà các bác muốn tìm cái bài hát các bác nhấn vào cái phần tìm kiếm cái thanh tìm kiếm ở đây các bác tìm kiếm ví dụ em tìm kiếm bài uh, có chàng trai viết lên cây đấy em nhấn tìm kiếm thì ở đây nhá có nghĩa là nó chưa có thì các bác có thể sang cái phần youtube ở đây đây mới là phần quan trọng này phần karaoke này là chỉ đề phòng là những cái trường hợp đó là các bác sử dụng um, sử dụng ấy mà nhà lại mất mạng thì các bác có thể là thao tác bằng à, chọn bài bằng phần karaoke có sẵn ở trong ổ cứng còn cái phần youtube này chính là cái kho nhạc của toàn thế giới kho nhạc online của toàn thế giới và đặc biệt ý khi mà sử dụng đầu smartca thì nó sẽ chạy riêng qua server của hãng tức là các bác hát youtube ở đây nó sẽ không hề có quảng cáo và cái tốc độ truy, truy cập mạng của nó rất là nhanh và những cái bài hát karaoke này nó đã được lọc sẵn rồi những cái bài mới nhất rồi và chất lượng là cao nhất ví dụ ở đây em sẽ tìm kiếm video bên em nhé là 0988 646683 ba à, ví dụ là D2610 chẳng hạn là cái con cái con đẩy D2610 đấy em nhấn tìm kiếm này đấy thì ngay lập tức ở trên này nó sẽ có uh, cái đơn đây ví dụ đây là D2610 của lương âm thanh này đấy đây là D2610 lương âm thanh chốt đơn cục đẩy công suất 3 kênh này Đấy, đây là những cái đơn bên em nhá, rất là nhiều luôn các bác nhé Cái tốc độ truy cập mạng của nó rất là nhanh và bất kể một cái bài gì, bất kể một video gì ở trên YouTube nó có thì ở trong này nó cũng có hết. Nó là một cái YouTube. Nó như là một cái YouTube các bác sử dụng trên điện thoại nhưng mà nó sẽ chạy qua server riêng của hãng thế nên là nó sẽ lọc bỏ hết quảng cáo đi. Lọc bỏ hết quảng cáo đi. Đấy. Thế nên là rất là tiện lợi. Và cái phần sao cloud ở đây. Cái phần sao cloud ở đây đó chính là cái kho nhạc các bác ạ, kho nhạc và bài hát gì thì gần như là bài hát gì nó cũng sẽ có hết ở trên này các bác nhé. các bác tìm bài tìm biết ở phần trên thanh này tìm nhạc trên Shakala đấy các bác gõ bài gì các bác có thể tìm kiếm ra và cái này là chỉ chuyên để nghe nhạc các bác nhé nó sẽ không không có video hình ảnh và nó chỉ có cái video lền chạy nhạc thôi. Cũng nghĩa là video bất kỳ đấy các bác có thể tải cái video đấy ở trong cái phần cài đặt của ứng dụng này. chứ nó không có video của cái uh, của cái bài của các bác chọn đâu nhá nó chỉ là video cố định nó chạy uh, luôn phiên thôi. Đấy cái này là sao có lao chuyên nghe nhạc Youtube là chuyên xem video hát karaoke Còn phần karaoke này là những cái bài ở trong ổ cứng Có sẵn rồi Đó. Có sẵn rồi các bác nhá Có sẵn thì rất là nhiều bài mới em đã cóp cho các bác ở trong này rồi Và Cái đường hình ảnh mà nó Truyền ra TV là hình ảnh Full 1080 rất là sắc nét Các bác nhá, cực kỳ là sắc nét luôn Đây là cái TV đời cũ của nhà em đấy TV LG đời cũ cái đường hình ảnh của nó các bác thì khỏi phải chê rồi các bác Đường hình ảnh nó xuất ra là 1080 cực kỳ sắc nét luôn. Và đặc biệt ý ngoài chúng ngoài khi mà chúng ta không sử dụng những cái phần mềm hát karaoke thì nó sẽ là một cái phương tiện giải trí rất là tuyệt vời luôn các bác ạ đây em sẽ thoát ra thoát ứng dụng ra và vào cái phần android của nó các bác lưu ý nhá à, em đã có video hướng dẫn sử dụng thao tác rất là kỹ càng rồi các bác có thể tra là à, hướng dẫn sử dụng đầu smart car đấy xong các bác gõ số điện thoại bên em ra là nó sẽ có luôn cái clip hướng dẫn các bác sử dụng như thế nào và ở trong cái phần Android này nó có TV 360 nó có xem phim K+, có FPT Play có đầy đủ cả Zalo TikTok nếu mà các bác muốn tải về các bác vào em cái phần APK Capua đây là APK có nghĩa là cái ứng dụng này thì em đã cài sẵn khi mà em giao máy cho các bác rồi và các bác vào cái phần này các bác muốn tải ứng dụng gì về nó cũng được nếu như là chiếc điện thoại của chúng ta ấy về cài đặt rồi chúng ta sử dụng luôn và em em sẽ nói ở trong cái phần file manager tức là vào cái quản lý tệp của chúng ta, vào trong phần ổ cứng thì em đã để sẵn trong ổ cứng một số phim 3D và phim 4K để các bác trải nghiệm rồi nhá. Đây là phần phim 4K này. Nó sẽ xuất xuất lên hình ảnh lên tivi. Là nếu mà tivi nhà bác hỗ trợ xem 4K ấy thì đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Bởi vì cái hình ảnh của nó thì cực kỳ là sắc nét luôn các bác nhá. Rất là sắc nét luôn. Có nghĩa là nó gấp 4 lần 4 lần full HD, gấp 4 lần 1080 đấy. Đấy, mà Full HD các bác xem nó đã rõ nét rồi Mà đây lại gấp 4 lần Full HD nữa thì trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn các bạn Đấy, em sẽ cóp một số phim mẫu ở đây thôi Và nếu mà các bác uh, muốn xem nhiều phim hơn Thì các bác có thể cóp vào một chiếc ổ cứng uh, di động Hoặc là các bác cóp vào một cái USB Và các bác có thể cắm vào đằng sau cái đầu này Các bác vào cái phần file manager như em vừa vào ấy Cái phần file manager đây này Đấy, các bác vào các bác vào cái phần USB của các bác Và các bác có thể là xem phim, chọn phim ở trong USB ai mà có video ảnh cưới mà muốn phát thì cũng cắm vào USB, có bộ USB cắm vào và phát lên tivi. Đấy nó hỗ trợ rất là đa năng các bác nhá. Và cái này ấy, nếu mà các bác không mua màn thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc điện thoại di động để chúng ta điều khiển cái màn, điều khiển cái đầu smartcar này và bây giờ em sẽ mượn của nhân viên em một cái điện thoại di động nhá. Và đây là chiếc điện thoại của nhân viên bên em các bác nhá. À, cái ứng dụng của nó đây này là Smart Karaoke Remote. Các bác có thể quét cái mã QR ở đây mã QR đây này à, Android Remote còn đây là iOS Remote nghĩa là bác nào sử dụng iPhone thì quét mã bên này bác nào sử dụng điện thoại Android quét mã bên này thì nó sẽ truy cập vào cái phần để chúng ta tải ứng dụng này về các bác quét được cái nào nó sẽ tự động nó cải nó tải về đấy và các bác như ý nhá là khi mà các bác bắt chung một mạng wifi hoặc là chung một đường dây mạng với cả cái đầu này thì nó sẽ tự động nó kết nối luôn ở đây nhá là cái dây mạng này em đang cắm vào cái cục wifi ở trong góc kia và điện thoại này em cũng bắt đúng cái cục wifi đấy thì nó sẽ tự động nó kết nối luôn mở lên một cái là nó sẽ kết nối luôn mình không phải thao tác nhập mã nhập mật gì hết rất là đơn giản thôi và uh, nó không giới hạn uh, số lượng máy kết nối các bác nhé có nghĩa là bác làm âm thanh à các bác làm uh, phòng hát đúng không có 10 khách thì cả 10 khách đều có thể sử dụng ứng dụng này và kết nối với đầu đấy ai chọn thì chọn mà ai tua bài nách bài đều có thể thao tác uh, ở nó không giới hạn các thiết bị các bác nhé có nghĩa hoạt động cùng lúc được nhiều thiết bị nhiều điện thoại kết nối vào được trong một lúc và ở đây em sẽ chọn bài này ví dụ ở đây em chọn bài nhá em nhấn chữ chọn nhé các bác để ý trên tivi này đấy ok chưa đấy nó sẽ chọn bài luôn và ngay lập tức nó sẽ có luôn và ở đây em sẽ chọn một bài khác nhá và em qua bài này ở đây có phần có nút dừng uh, này tua bài này hát lại này tách lời ca sĩ này tăng giảm âm lượng này em nhấn qua bài đấy ok các bác nhá à, ai mà muốn hát youtube chọn bài trên youtube thì vào cái phần đám mây ở trên góc trên phải này nhấn vào phần youtube là nó sẽ có bài YouTube, các bác có thể tìm kiếm bài YouTube, phát dừng qua bài vân vân. Và ngoài ra thì nó sẽ có một số các chức năng giải trí như là chúng ta có thể viết chữ gửi lên màn hình, gửi ảnh lên màn hình các bác nhá. Đấy, viết chữ hoặc là gửi ảnh trên màn hình. À thì đây là một cái clip em test hàng rất là nhanh thôi và tiếp theo đó là cái về cái phần mic à uh, SE45 các bác nhá. Mic SE45 khi mà bác khách đặt bên em là một cái đầu SK và một chiếc mic SE45. À cái mic SE45 thì uh, nó sẽ có một đoạn video một đoạn video và em sẽ ghim link ở trên uh, góc phải màn hình các bác nhé góc trên bên phải màn hình. Thì bên em đã làm rất là nhiều clip về cái mẫu uh, mic SE45 rồi. Và hiện tại thì nhân viên bên em đang đóng giỏ cái mic SE45 đây. Đây đang đóng giỏ đây các bác nhá. Đó, đang đóng giỏ hàng rồi. Và các bác uh, em nói lại này, bên em là bên chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh gồm có mic này vang cơ vang số đấy, cục đẩy rồi uh, uh, quản lý nguồn nâng tiếng uh, loa full loa đơn nói chung là rất là nhiều thể loại các bác nhé đầu liền màn này đầu liền màn này uh, đầu rời màn rời này màn cảm ứng rồi micro rất là nhiều các hãng khác nhau tha hồ cho các bác lựa chọn luôn và các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại đó là 0988 646 683 các bác nhé À, bên em là bên lưu âm thanh các bác hãy liên hệ với bên, bên em để nhận được những cái lời tư vấn kỹ càng nhất các bác nhá và để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm thì hãy liên hệ với bên em em nhắc lại một lần nữa là 0988 646 683 các bác nhá em xin dừng cái clip này ở đây thôi em xin chào các bác hẹn gặp lại các bác ở những clip sau